Thưa quý vị, ảnh hưởng kép của tình hình dịch COVID-19 và giá xăng dầu tăng cao liên tục trong thời gian qua đã khiến cho hoạt động vận tải hành khách gặp nhiều khó khăn. Nhưng hoạt động hay là chạy bù lỗ để giữ thương hiệu là câu chuyện khiến cho nhiều nhà xe đang phải tính toán trong lúc này. Sát giờ xuất bến, nhưng chỉ có một vài khách lên xe. Chạy xe không cả hai chiều là tình trạng đã khá quen thuộc với những tài xế chạy xe tuyến cố định tại bến xe trung tâm Đà Nẵng trong thời gian gần đây. Để giữ khách cũng như thương hiệu, nhiều nhà xe tại đây phải chấp nhận bù lỗ để duy trì hoạt động. Xăng dầu lên nữa chạy lỗ miết, chạy xe không, xe được 5 người, 3 người mà giá cả là không lên được. Giá vé, giá cước hành khách cũng đâu lên được đâu, tiền cước hàng hóa cũng đâu, bằng tải cũng đâu lên được đâu, chạy lỗ miết. Lương hướng anh em cũng không có. Bình thường mấy hồi đi về 500 tiền lương nữa này còn 250-300 nữa. Sau một thời gian dài cầm cự do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số tuyến cố định tại bến xe trung tâm Đà Nẵng đã hoạt động trở lại với lượng khách và tần suất chuyến ổn định hơn. Tuy nhiên gần đây, do lượng khách quá ít, giá xăng dầu lại cao, chưa kể đến chi phí bến bãi, cầu đường. Mỗi chuyến phải bù lỗ từ 1 đến 3 triệu đồng là nguyên nhân khiến nhiều nhà xe tại đây khó có thể duy trì hoạt động lâu hơn được nữa. Tôi chạy Quảng Trị đó, nó bị xăng dầu là triệu mốt rồi, đó, là 500 mấy ngàn này cầu đường nữa. Là 2 đầu bến là 300 ngàn đó, là chi phí là gần 2 triệu bạc rồi. Mà khách thì không thể lái giá lên giá được. Thứ nhất, cái thứ hai là không có khách luôn. Xe như xe tôi này, mười mấy ngày rồi này, mà bữa nay mới hoạt động chưa được nữa. Ngày nào cũng lên bến này về, lên bến cũng về. Vì cái thương hiệu xe nếu mà không đi thì chúng em mất khách. Nên em buộc là phải cố gắng là gồng mình để mình chạy, để nói chung mình giữ lại những cái khách hàng còn đi thì mình giữ lại. Còn không thì chúng em cũng chắc cũng khoảng tầm 5-10 ngày nữa nếu tình hình thế nào bọn em cũng cất xe ở nhà luôn, không đi được nữa. Do ảnh hưởng kép của tình hình dịch bệnh và giá xăng dầu, tần suất các tuyến vận tải hành khách cố định tại Đà Nẵng đã giảm đáng kể. Nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này đang đứng trên bờ vực phá sản nếu xăng dầu tiếp tục ở mức cao như hiện nay.